có khóc nữa. Nhìn đi xíu ba mẹ về, nhìn đi trời ơi, thằng này sao mà đi đâu? Trời ơi, dẫm phải nước tiểu của nó rồi đau chết đi được. Ủa mà sao không nghe nó khóc nữa vậy? Không lẽ nó đã... Ôi, không không được, ba mẹ về mà biết thì tang. Làm sao đây, mình không thể để ba mẹ biết được. Phải lau nhanh sạch chỗ này mới được. Còn thằng cu tèo, vậy thì... Mình sẽ để nó ở đây, thế thì ba mẹ mình sẽ không biết nữa. Na ơi, ba mẹ về rồi nè. Con Na đâu rồi, Na? Dạ dạ con đây, ba mẹ mới về à? Làm cái giống ôm gì tao gọi mãi mới chịu ra vậy? Rồi cu tèo đâu? Mày cho nó uống sữa chưa? Dạ thưa mẹ, hồi chiều bà ngoại sang rồi bế cu tèo qua nhà bà chơi rồi à? Cái gì? Thằng nhỏ mới chưa được một tháng mà đi đâu thế kia vậy trời? Chắc là bà nhớ cháu qua ấy mà thôi, vào tắm rửa đi xíu ngoại bế sang thôi chứ gì đâu. Nhưng mẹ cũng phải gọi cho hai vợ chồng mình biết chứ. Thì mẹ của em mà sao anh biết được? Thôi em vô tắm trước đi. Sao muộn thế này rồi mà bà ngoại không để cháu trả về cho mình nữa vậy? Anh ơi, muộn lắm rồi mà vẫn chưa thấy ngoại sang giờ sao đây? Chắc là bà mãi mê cháu quá rồi. Hôm ấy em để bên đó cho ngoại ngủ với cháu hết hôm nay đi. Vậy đâu có được. Cô Tèo nó còn trong tháng phải bú sữa mẹ nữa chứ. Vậy sao mà được? Thôi để em gọi điện thử xem sao. Hello mẹ nghe nè con. Ủa mẹ, sao muộn thế rồi mà mẹ chưa trả cô Tèo về vậy, con còn phải cho nó uống sữa nữa chứ mẹ. Cô gì? Tèo nào? Bây nói cái quê gì vậy? Mẹ có bế cháu gì đâu, bây bị gì vậy? Mới sanh xong sản hả con? Mẹ nói gì vậy, bé Na bảo hồi chiều mẹ sang bế cháu qua nhà mẹ chơi mà. Mẹ đã nói rồi, là mẹ không có biết cũng có bế thằng nhỏ đi đâu. Con Na đâu rồi? Na mày đâu rồi? Mày xuống đây tao bảo. Dạ mẹ kêu con. Mày bảo bà ngoại sang bế em đi. Mà sao tao gọi cho bà? Bà bảo không có bế em, là thế nào? Rốt cuộc là cu Tèo đâu rồi hả? Làm sao con biết được ạ? Thì bà sang bế em Tèo đi thật mà. Gọi bà thì bảo không có giữ em, mày thì bảo bà sang bế đi rồi. Bây giờ tao sang bên đó không có là tao về tính sổ với mày đó nha, chưa con kia. Anh ở nhà coi nó đi nha, em sang ngoại bế cu Tèo về đây. Mẹ đi rồi, mình phải tranh thủ ba còn trong phòng không để ý. Mình phải đi lắp thêm đất vào chỗ đó mới được, nếu không nó sẽ bốc mùi lên. Phải nhanh đi thôi. Mẹ mau đưa cu Tèo cho con bé về này mẹ ơi. Chẳng phải lúc gọi điện mẹ đã nói không có giữ cu Tèo rồi mà. Thôi mẹ đừng có diễn nữa. Mẹ giấu cu Tèo ở đâu rồi? Mẹ giấu đâu mau bế con của con ra đi mẹ. Mẹ để nó ở đâu vậy? Hay, cái con này, tao giấu con mày làm quần què gì? Vậy chưa nó đâu, không thấy đâu hết vậy. Thằng bé chưa được một tháng đi đâu được cơ chứ. Thế là mẹ hôm nay không có sang nhà con à? Ngày nay mẹ đi ăn đám, mẹ có ở nhà đâu, vừa về là mày gọi cho mẹ đó. Mẹ đã bảo rồi không có giữ cu Tèo đâu mà. Vậy sao con Na nó bảo với con là mẹ qua nhà bế cu Tèo đi rồi? Thế con phải đi về hỏi lại con bé xem sao, chứ mẹ đi đàm với bà Tám hàng xóm không tin con qua hỏi đi. Nếu vậy con Na nó nói dối con à? Mà để làm gì? Vậy thì cu Tèo nó đem đi đâu rồi vậy trời? Thôi con về đây, mẹ vào ngủ đi nha. Ừ, về nhớ cẩn thận đó, chạy xe từ từ thôi. Cái con Na này, quá lắm rồi, hôm nay nó dám xí gạt mình, về phải đánh cho nó một trận cho ra hồn mới được, con với cái hết nói nổi. Na ơi, mày đâu rồi? Bước ra đi tao bảo, Na, mày bảo ở em bên ngoại, rồi tao qua đó có thấy cu Tèo đâu, mày đâu rồi ra đây nhanh lên, cu Tèo mấy để đâu rồi hả con Na kia? Na, có nghe tao nói... Mình đã lắp xong ba ngôi mộ này rồi, thế thì ba người họ được vui cùng nhau rồi. Na à, lấy dùm ba cốc nước đi con. Na ơi, con bé này đâu rồi cả? Sao gọi mãi chẳng người hỡi gì hết vậy? Na có nghe ba gọi không? Nó đâu rồi ta? Sao không có trong phòng nhỉ? Hình như mình nghe có tiếng gì thì phải. Đêm hôm ai trồng trọt gì ngoài này đây không biết.
Ủa, Na. Ba. Đêm hôm khuya khoắt con làm gì ở ngoài này đây? Dạ, con ra đây chơi một chút thôi ạ. Chơi cái gì giờ này hả? Mà con làm gì ở đằng sau thế? Cái gì thế, đưa ba xem nào. Dạ không, không có gì đâu ạ. Con đang giấu cái gì đấy? Mau đưa ba xem nhanh. Con Na mày đâu rồi? Ra đây tao bảo. Mày đâu rồi hả con Na kia? Cú kêu mày bé đi đâu rồi hả Na? Na, có nghe tao nói. Ba, mẹ, em Tèo, mọi người đoàn tụ rồi vui lắm chứ hả? Vậy còn con thì sao? Mọi người vui vẻ cùng nhau, mà sao để con lại một mình vậy? Con nhớ ba mẹ và cô Tèo lắm.